Video này nói về loài khủng long có gai cao trên lưng sống ở Bắc Mỹ cách đây hơn 100 triệu năm. Đó chính xác là những gì mà tôi viết trên tiêu đề. Và loài xuất hiện trong video này là Acrocanthosaurus, kẻ đã nhắc đến Cần Thơ City trước Charlie Wood tận 100 triệu năm. Đúng vậy, tôi đùa đấy. Video này được thực hiện bởi Content Thanh Huy, giọng đọc bí ẩn và editor Văn Khánh. Lưu ý những nội dung trong video này chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn. Nếu có thông tin cần đính chính, các bạn vui lòng để lại bình luận để chúng mình khắc phục trong các video sau nhé. Mở bài nhiêu được rồi, bắt đầu video thôi. Nghiên cứu giống loài. Acrocanthosaurus thường được gọi là thằn lằn có gai cao, hay đơn giản mà chắc chắn sẽ có anh em viewer hay gọi là Acrocanthosaurus. Chi này chỉ bao gồm một loài duy nhất là Acrocanthosaurus atokensis, và hóa thạch đầu tiên của nó được phát hiện vào những năm 1940. Những khám phá sau đó chỉ ra rằng sinh vật này phân bố rộng khắp nơi mà ngày nay chúng ta gọi là Bắc Mỹ. Dựa trên những khám phá này, các nhà cổ sinh vật học kết luận rằng Acrocanthosaurus sống cách đây 113 đến 110 triệu năm trong kỷ phấn trắng sớm. Nó là loài khủng long ăn thịt đi bằng hai chân với các gai thần kinh đặc biệt và là một trong những loài khủng long chân thú lớn. Vì vậy, việc phát hiện ra nó là một sự bổ sung quan trọng cho những gì mà các nhà cổ sinh vật học chưa biết về nhánh khủng long này. Đến đây thì tôi thấy clip nào nói về các loài theropod tôi cũng đều nói như thế. Acrocanthosaurus là một loài khủng long chân thú lớn. Các nhà cổ sinh vật học ước tính chiều dài hộp sọ của nó rơi vào khoảng 1,2 đến 1,3 mét. Cái hộp sọ này cộng thêm một gang tay nữa là bằng chiều cao của tôi cùng nó luôn. Buồn vãi đấy. Còn về chiều dài cơ thể, nó đạt khoảng 11 đến 11,5 mét. Tuy nhiên, các nhà cổ sinh vật học cho rằng những ước tính kích thước này dựa trên những bộ phận lớn nhất được tìm thấy và không phải tất cả các loài khủng long Acrocanthosaurus đều to như vậy. Loài này cũng được cho là nặng khoảng 4,4 đến 6,6 tấn. Nếu tôi không nhầm thì nó nhẹ hơn một chút so với một con voi châu Phi được trưởng thành là khoảng 7,5 tấn. Chúng ta có thể so sánh loài khủng long này với một số loài họ hàng khác của nó như Giganotosaurus có chiều dài khoảng 12 mét, nặng 8 tấn, trong đó hộp sọ dài từ 1,5 đến 2 mét. Merases, một loài họ hàng khác của nó có kích thước gần như tương đương, đạt chiều dài tới 9 đến 11,6 mét. Điều tương tự cũng xảy ra với Mabusaurus, dài 11 đến 12,2 mét. Họ này cũng có những mẫu vật nhỏ hơn so với loài khủng long mà chúng ta đang nói đến là Sauchilung, chỉ dài từ 5 đến 6 mét. Nó dài thế thì tóm lại rằng chúng ta có thể kết luận là Acrocanthosaurus và các họ hàng của nó là một trong những loài khủng long chân thú lớn nhất trên thế giới. Nhưng còn diện mạo tổng thể của nó thì sao? Điều gì làm cho nó trở nên độc đáo? Đây là những gì mà chúng ta có thể biết về Acrocanthosaurus. Nó có một hộp sọ dài, hẹp và có một lỗ lớn ở phía trước hốc mắt, nhằm mục đích là để giảm nhẹ cái trọng lượng của hộp sọ. Nó còn có một bộ não khá giống với các loài Allosaurus khác. Nó chính xác hơn là bộ não của Giganotosaurus. Bộ não này có hình chữ S nhẹ, cho thấy nó giống não cá sấu hơn là não chim. Đoạn này tôi trích dẫn lại nên tôi cũng không hiểu sao mấy ông nhà khoa học có thể xác định não của nó hình gì nhờ. Nó có 19 chiếc răng ở hàm trên, tất cả đều cong, có răng cưa và rộng hơn các loài khác. Nó có một hàng gai thần kinh cao, kéo dài từ đốt sống cổ, lưng, hông và đuôi. Đây được coi là đặc điểm đặc biệt nhất của loài này. Nó có một cái đuôi dài và nặng, dùng để giữ thăng bằng. Nó có hai chân và có chi trước ngắn. Mỗi ngón có ba ngón mở rộng bằng móng vuốt. Các chi sau của nó dài và khỏe mạnh, xương đùi dài hơn xương chày và xương bàn chân. Điều này cho thấy loài khủng long này không phải là kẻ chạy giỏi. Mỗi bàn chân có bốn ngón, mặc dù chỉ có ba ngón là có chức năng thôi. Ngón đầu tiên nhỏ hơn và không chạm đất. Nơi sống và phân bố. Hóa thạch Acrocanthosaurus đã được phát hiện với nhiều dạng, chính xác hơn là dị dạng, khiến việc phát thảo môi trường sống chính xác cho loài này hơi khó khăn. Hơn nữa, vì nó là một loài sinh vật thời tiền sử to lớn, nên nó có thể di chuyển khắp nơi và sinh sống ở nhiều hệ sinh thái khác nhau. Dưới đây mình sẽ liệt kê ra những vị trí tìm thấy hóa thạch của nó. Địa điểm đầu tiên là tình thể Queen Mountains, phía bắc Texas, và nó trở thành đồng hương của loài gà, cụ thể là gà rán Texas. Và video này được tài trợ bởi gà rán. Tròn Việt Nam, tròn. He, bị lừa nha. Làm gì có ai chọn kênh flop như này đi quảng cáo đâu. Why are you crying? Địa điểm thứ hai là thành thể Cloverleaf, trung tâm phía bắc Wyoming.
Địa điểm thứ ba là thành hệ Anglers, miền nam Oklahoma. Và địa điểm thứ tư là thành hệ Arundel, Maryland. Người ta cho rằng thành hệ Queen Mountains và thành hệ Anglers có đặc điểm là vùng đồng bằng lũ, đổ vào vùng biển nội địa nông, nơi cuối cùng trở thành đường biển nội địa phía Tây. Thành hệ Cloverly cũng được cho là môi trường đồng bằng gặp nước và hầu hết các hóa thạch được phát hiện ở đó đều được tìm thấy trong các hố trầm tích, thổ nhưỡng và tràn bờ. Còn có một thành hệ khác tên là Glen Groves. Thực ra, đây là một môi trường biển nằm trên thành hệ Queen Mountains. Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện ra những dấu chân khủng long tại đây nằm ở trung tâm Texas. Mặc dù không có hóa thạch nào khác liên quan đến chúng, nhưng các nhà khoa học đã kết luận rằng dấu chân có thể thuộc về mẫu vật Acrocanthosaurus. Về mặt địa lý thì nơi đây gần với thành hệ Queen Mountains, vì loài này được coi là loài khủng long chân thú lớn nhất từng sống trong khu vực, nên dấu chân ở thành hệ Glen Groves được cho là của nó. Hành vi và chế độ ăn. Như đã đề cập trước đó thì Acrocanthosaurus có lẽ là một loài khủng long di chuyển chậm hoặc ít nhất không phải là loài chạy nhanh. Điều này được chứng minh bằng việc xương đùi của nó dài hơn xương chày và xương bày chân. Mặc dù khả năng chạy có bị hạn chế, nhưng Acrocanthosaurus vẫn là loài săn mồi hiệu quả, đặc biệt vì nó được biết đến là một loài khủng long có một khứu giác rất tốt. Chi trước của nó cũng giúp ích trong quá trình này. Các nhà cổ sinh vật học đưa ra kết luận này sau khi nghiên cứu phạm vi chuyển động chi trước của Acrocanthosaurus. Đây được xem là phần thú vị nhất khi các nghiên cứu này đã chỉ ra rằng mặc dù những con khủng long này không thể vung cánh tay theo vòng tròn như con người chúng ta, nhưng chúng có thể vung chúng về phía sau một góc 109 độ so với phương thẳng đứng. Mặt khác, chỉ có thể xoay về phía trước ở góc 24 độ so với phương thẳng đứng. Ngoài ra, nó cũng có thể duỗi thẳng tay hoàn toàn và không thể uốn cong quá mức. Và có một phát tôi lượm được trên mạng là loài khủng long này có ngón tay quả déo như thợ xiết khi có thể kéo dài về phía sau cho đến khi chúng gần chạm vào cổ tay. Cái này là suy đoán từ các nhà khoa học chứ tôi không bịa đâu nhé. Tất cả những điều này cho thấy trong những lúc bắt gặp bữa trưa của mình thì Acrocanthosaurus có thể sử dụng đầu trước, nhưng khi bắt được con mồi bằng ham, nó sẽ sử dụng chi trước và móng vuốt với hai ngón đầu tiên để giữ chặt con mồi vào cơ thể. Nó có thể đã hạ gục bằng hàm hoặc xé xác bằng móng vuốt, chẳng có khác gì mấy đứa bạn nữ cùng lớp cấp 2 của tôi khi bị trêu đâu nhờ. Một đặc điểm hành vi thú vị khác là khả năng Acrocanthosaurus di chuyển theo bầy đàn. Tuy nhiên, điều này chỉ hợp lệ nếu dấu chân được tìm thấy ở thành hệ Glen Groves được kết luận là thuộc về mẫu vật Acrocanthosaurus. Những dấu chân này có liên quan đến một số loài khủng long có khả năng di chuyển theo bầy đàn sauropod. Chúng thấy rằng việc săn mồi theo bầy nhỏ có thể là đặc điểm của loài này. Tuy nhiên, đây chỉ là lý thuyết và cần có thêm bằng chứng để xác nhận chính thức. Một điều chắc chắn là loài này sẽ săn các loài khủng long sauropod và ornithopod lớn. Vòng đời của Acrocanthosaurus. Khác với sếp tôi khi hoàn toàn đẻ việc thì Acrocanthosaurus chọn cách đẻ trứng giống như những loài khủng long khác. Con đực dưới chân có hai bi và cây súng có thể thu vào, trong khi con cái có cây bụng trứng đôi và hai ống dẫn. Và vì có hai ống dẫn nên năng suất của nó ít hai lần chim hiện đại khi đẻ một lúc hai quả trứng, trong khi loài chim ngày nay chỉ đẻ một lần một quả. Nhưng vẫn còn một câu hỏi là liệu chúng có ấp trứng hay không thì vẫn chưa được biết rõ. Tuy nhiên, nghiên cứu cổ sinh vật học cho thấy loài khủng long con có thể cần khoảng 12 năm để trưởng thành hoàn toàn. Và nó trưởng thành sớm hơn tôi khi bây giờ tôi 20 mấy tuổi đầu, nhìn vẫn như thằng trẻ trâu. Các nghiên cứu khác cho thấy thời gian dài hơn nhiều, khoảng 18 đến 24 năm. Như vậy, mặc dù nhiều loài khủng long con được sinh ra sớm hơn, nghĩa là chúng có chức năng khi mới sinh và không cần sự giúp đỡ của khủng long bố mẹ, nhưng Acrocanthosaurus con có thể không như vậy. Một số nghiên cứu về loài khủng long Carcharodontosauridae cho thấy chúng có thể sống tới 50 năm. Tiến hóa và lịch sử. Acrocanthosaurus từ lâu đã được so sánh với Allosaurus và trên thực tế, ban đầu được đặt vào trong họ Allosauridae, sau đó nó được liên kết với các loài Spinosauridae vì có gai dài trên đốt sống. Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn cho thấy nó có nhiều điểm chung với các thành viên của họ Carcharodontosauridae hơn là thành viên trong họ Allosauridae hay Spinosauridae. Nó chỉ họ không khác gì các anh em 2K2 hay 2K3 như tôi nhỉ biệt ấy. Như vậy, hiện nay nó có thể có quan hệ họ hàng gần gũi với các loài khủng long như Concavenator, Taurovenator, Veteropristosaurus, Giganotosaurus và Marbosaurus. Tuy nhiên, cuộc tranh luận chưa kết thúc ở đây vì có một số nhà nghiên cứu khác lại cho rằng các thành viên của họ Carcharodontosauridae có quan hệ họ hàng gần gũi với Abelisaurus chứ không phải là Allosaurus,
là vì nó có một số đặc điểm ở sọ. Vậy ồ, các ông này cứ thích chơi bùng binh vòng xuyến các thứ ấy nhờ. Các nghiên cứu về các Carodontosauridae cho thấy các thành viên của họ này có nguồn gốc từ châu Âu và sau đó lan tới các lục địa phía Nam và Bắc Mỹ. Các khóa thạch đầu tiên chỉ ra rằng loại các Carodontosaurus này đã đến Bắc Mỹ và được phát hiện vào năm 1940 tại thành thể Anglers của Oklahoma. Sau đó, một phần bộ xương được tìm thấy ở thành thể Queen Mountains của Texas và một bộ xương hoàn chỉnh hơn lại được phục hồi một lần nữa từ thành thể Anglers. Các khóa thạch khác được tìm thấy ở thành thể Cloverly đã được mô tả vào năm 2012. Tuy nhiên, ở thành thể Arundel ở Maryland, chỉ có một số răng được tìm thấy. Nhiều khám phá hóa thạch khác trên khắp miền Tây Hoa Kỳ cũng được cho là của Acroganthosaurus, cho thấy rằng nó có thể có phạm vi phân bố rộng hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng chưa bao giờ được xác nhận chính thức là thuộc về những sinh vật này. Ý nghĩa văn hóa. Acroganthosaurus là chủ đề của nhiều nghiên cứu, tập trung vào các khía cạnh khác nhau như hộp sọ, não, cấu trúc chi trước, chức năng và phân loại họ Allosauridae hoặc các Carodontosauridae. Các nghiên cứu khác đã khám phá phạm vi địa lý của loài này và các khía cạnh khác trong quá trình tiến hóa của nó. Không cần phải nói, việc nghiên cứu sâu hơn là điều không thể tránh khỏi, vì vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về loài khủng long khổng lồ này. Loài này cũng nổi tiếng trong văn hóa đại chúng, đặc biệt là sự xuất hiện của nó trong loạt trò chơi điện tử Jurassic World Evolution. Ngoài ra, nó cũng xuất hiện trong các trò chơi điện tử khác như Wombat Jurassic Park. Hơn nữa, nó cũng góp mặt trong Monster Resurrected, nơi nó được miêu tả là kẻ săn mồi hàng đầu. Bạn cũng có thể đã xem nó trong Rehistos Washington DC, một chương trình trên Discovery Channel, nơi nó được miêu tả là kẻ săn mồi Sauroposeidon và Acheron. Đây chỉ là một vài lần xuất hiện đáng chú ý trên phương tiện truyền thông, nhưng mạnh rằng Acroganthosaurus đã trở nên nổi tiếng với tư cách là một nhân vật thời tiền sử trong thế giới giải trí. Và đó là những thông tin về Acroganthosaurus mà chúng mình muốn gửi đến các bạn. Nếu có bất kỳ góp ý nào, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.